nha. Chào các bạn đến kênh Cuộc Sống Đường Quê của mình. Thì bây giờ trời cũng muốn tối rồi, mình chuẩn bị đi bắt cá. Thì chiều tối nay kiếm nồi cháo mấy anh em mình ăn giải lao cái chấp kia. Đây thì mình giờ đang chuẩn bị làm cái nôm nặng, bắt đầu đi kiếm cá nè. Tính chuẩn bị đèn đầu dầu đủ sẵn, xong cái nôm là mình đi hành trình đó. Bữa nay mình có thánh ăn, đây là thánh ăn của đội mình đây, ăn rất là vui tính. Rồi bây giờ bắt đầu mình cũng đã làm xong cái nôm rồi, anh em mình bắt đầu lên đường thôi. Dạ cố cái nôm chắc chắn này mấy bạn. Rồi ok, anh em mình lên đường. Đi đem theo cái vợt, còn có gì mình nôm hụt mình lấy cái vợt mình dí theo nó bạn, mấy bạn ơi. Đúng rồi. Mình phải hậu thuẫn rồi theo rồi chứ. Có cá mà nước đục quá mình phải thăm dò nó coi nó nằm ở đâu cái đó. Nó coi nước đục quá. Dạ vào mấy anh em tối này đi kiếm nồi cháo ăn khuya. Cá lòng tông ngon quá.
nguyên một cái dừa. Nó có trời ơi ngon ngon. Được chưa? Dính con cá được được cá không mọi người ơi. Đâu đâu bắt lên bắt lên. Trời ơi nó bắt con cá ba lớn luôn. Cá này mình mò nãy giờ. Mò vô nãy giờ luôn các bạn ơi. Tại ngày mình mò cá cũng được chứ bộ. Mấy Dũng cạn cạn này cái mùa này nè. Hả? Mấy cái mương nước cạn lắm các bạn ơi. Cái lóc hả? Nó cạn nhất là mình vớt cái sạch dữ. Đụng mẹ đang con cái lóc nữa mà tới. Cái lóc. Lấy thêm. Dính này, dính này, dính này, dính này. Dính gì ba? Có cái lóc rồi các bạn ơi. Đằng đắng còn con nữa kìa, nó đang nằm kìa. Mò đi, mò đi. Ngon ngon ngon. Bự, con này bự à. Có cá lóc rồi các bạn ơi. Bự thêm. Trời bự bự. Này bự à. Đây đây. Wow. Ừ. Qua trời cá lóc bự. Cá lóc nha mọi người. Trời ơi đã quá. Đó đó. Thôi đi sang đây, đi sang đây giết lên. Ở đâu? Từ đây nè. Nó nằm luôn luôn nè. Con cá bự nó bắt lẹ. Có cá lóc nữa. Nó rồi thấy không? Cái đuôi nè, cái đuôi nè. Ừ. Gỡ được rồi anh. Gỡ coi chuẩn chạy ha. Đó. Có nữa rồi các bạn ơi. Bữa nay thêm nó làm cái nôm nôm ngon quá. Cái đầu dừa này tí á. Để mình ra luôn. Trời giá cái mũi chỉa thì gọi cái cuối vậy. dính này nghe mọi người. Wow. Đó, ngon rồi, nữa. Vô vị, trời ơi đã. Cái nôm mình nói là mình đồng người. Đó. Được một con cá lóc cọt nữa. Được cái này sao đọc danh không? Cái đó mà đưa một chút nữa. Thì chạy vô rồi. Cá sặc. Bún dừa. Bột cơm bún dừa. Tại nắng mấy cái dũng của mình gì đâu mà không có nước luôn, chỉ còn những cái dũng nhỏ luôn là mình đi vớt cá là được. Có cá lóc nhiều.
cái lóc cái sạc lòng tông gì bóng dừa gì tùm lum hết thôi. Nghe vớt hồi phải nặng chứ nhẹ hoài tối thì lấy gì ăn. Bây giờ mấy anh em mình về nhà rồi, giờ cũng khuya rồi. Như đây là mấy anh em mình tối nay đủ ăn rồi đó. Coi thành quả bữa nay cái. Wow. Cũng nhiều ha, đó, có hai con cá lóc to, cá lóc đồng nha các bạn. Đây là mình nấu nồi chảo mình ăn tối là ngon rồi. Rồi bắt đầu giờ anh Bạch mình bắt đầu mần cá, chơi con cá lóc cọt trước. Đây, cá của mình mần rồi nè các bạn, được hai cá lóc đồng to luôn. Cá lóc này là rất là ngon luôn, cá lóc đồng luôn, đủ loại cá luôn. Đây các bạn biết cái này là gì không? Nấm mối. Sáng mình ra vườn mình thấy được ổ nấm mối, mình nhổ được nhiêu đó đó các bạn. Mình đưa vô nồi cháo rồi nó ngọt cho thấy nha. Đây, cháo của mình giờ cũng sôi ngon rồi. Đây anh Tính anh đang phi thêm mà hành tím vô nữa cho thơm. Cháo của mình quá hấp dẫn luôn. Nghi ngút. Cá lóc đồng. Thì cá lộn xộn. Thì có nấm mối nữa, trời ơi còn gì bằng. Quá đã chứ, cá mà có nấm mối nữa thì còn gì bằng nữa. Thấy cái mùi vị nấm mối đầu mùa cái ngon không? Dai và ngọt. Thì nó hơi nhỏ nhưng mà cũng ngon nha mọi người. Mời mọi người. Giờ này kia mà con tắc kè nó còn kêu nữa. Giờ này cũng khuya dữ lắm ha, gần 10 rưỡi rồi. Nãy mình đi lúc đó mấy giờ ta? Lúc 2 tiếng.
7 giờ. Vậy là đi cũng khoảng mất cũng 2 3 tiếng đồng hồ. Thì nấu thêm tiếng nữa. Thử miếng cá lóc nha mọi người. Thử đi, cá lóc đồng siêu ngon. Hồi nãy ăn thêm nôm được, bây giờ cho nó ăn trước. Vô luôn. Mời mọi người. Cá ngon. Thật ngọt. Vô miếng cá, phải vô miếng nấm nữa chứ. Nấm đầu mùa tay hơi nhỏ không rồi. Do nay nghe được nắng. Đây là cái tô cháo của mình. Quá ngon luôn. Thử miếng này xem sao. Đây. Cá thạch thì mình làm miếng to luôn. Trời ơi, quá ngon luôn. Đấy. Mình nhai xương luôn. Cá nó nhỏ chứ nấu cháo cực ngọt. Lại nấm. Này là thân nấm nha mọi người. Như lần này là miệt mài ăn cháo mà không ai nói chuyện tới ai hết trơn. Tội cho anh Cam quay quá, quay hồi hết cá luôn. Đây, mình lại đến với một miếng nấm. Đây, mình ăn cái cho. Đây. Mình hồi nãy chắc cũng bắt được cá lóc này hay sao nè mọi người. Cá nhỏ. Mẹ ăn con bự rồi con nhỏ mày cũng ăn luôn hả? À, làm nốt hết. Cá nhỏ nhỏ là chứ thịt nó khá là ngọt. Giờ nãy là ăn tô, giờ tô thứ hai các bạn. Bật giờ là đâu là vô tô thứ hai rồi. Thánh ăn lâu lâu, Thánh ăn rồi làm hai tô cho nó sướng. Mình yếu ăn, mình ăn cá thôi, mình ăn cá nhiều quá no bụng. Cháo ngon mà. Ăn cá thì ngon hơn. Ai nói gì nói chứ cá ngon hơn là. Cỡ này là mình bỏ vô mình nhai xương. Tính nó ăn mồ hôi đổ hết chứ không.
cháo mình cũng gần hết rồi. Chào các bạn, mình xin được phép kết thúc video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào. Chào mọi người.